cái máy bay, chú nên cho nó nổ, nó tạo ra một cái vùng gió khủng khiếp ạ, nó hất cái máy bay lộn đi, đấy mới là khiếp nha. Cho nên là khi mà cái ngày Hải Phòng của anh Vũ kìa, ngày mùng 10 tháng 6 năm 1972, Mỹ đưa 52 ở sân bay Schiphol thôi nhá. Đây cái sân bay, đây là cái sân bay Schiphol giới thiệu xong rồi. Vâng. Không biết nói cái gì, nó đang B787 mới bên tay phải này. Cái hãng hàng không KM này là của Hà Lan, nhưng mà Air France mua rồi ạ. Nó thuộc về Air France này. Sân bay này là thứ 4 của châu Âu, lớn thứ 4 của châu Âu nhỉ. Thua Heathrow, Frankfurt, Charles de Gaulle và thua một cái nữa là Ý ấy, Lyon của anh chị, cái này lớn thứ 4.